tả cha hảo. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 93 tương với phần 5 bài 29 quyển 2. Tỷ chiều sứ san khở. Đầu tiên là từ cười. Xiao. Xiao. Âm Hán Việt là tiếu. Bạn vì sao cười? Nǐ wèi shěn me xiào? Nǐ wèi shěn me xiào? Buồn cười. Hǎo xiào. Hǎo. Xiào. Hǎo xiào. Hǎo xiào. Thật buồn cười, thật nực cười. Chân hào xiao. Chân hào xiao. Không buồn cười. Bù hào xiao. Bù hào xiao. Muốn cười. Xiáng xiao. Xiáng xiao. Là muốn cười thì muốn cười. Chiều xiáng xiao. Chiều xiáng xiao. Hay nói, tôi đã đọc hai câu chuyện. 我看了两个故事. 我看了两个故事. Cũng cảm thấy rất thú vị. 也觉得很有意思. 也觉得很有意思. Xem đến chỗ thú vị. 看到有意思的地方. 看到有意思的地方. Là muốn cười. 就想笑. 就想笑. Bây giờ là từ hội thoại. Hội họa. Hội. Hội. Họa. Họa. Hội họa. Hội họa. Luyện tập hội thoại. Luyện tập hội họa. Luyện tập hội họa. Dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Chúng ta có thể dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Chúng ta có Tôi nói với Mary. 我对玛丽说. Chúng ta có thể dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Chúng ta có thể dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Chúng ta có thể dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Hãy nhắc lại từ đầu. Tôi đã đọc hai câu chuyện. 我看了两个故事. Cũng cảm thấy rất thú vị. 也觉得很有意思.
也觉得很有意思。 xem đến chỗ thú vị. 看到有意思的地方。 看到有意思的地方。 là muốn cười. 就想笑。 就想笑. Tôi nói với Mary. 我对玛丽说. Chúng ta có thể dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Chúng ta có thể dùng những câu chuyện này luyện tập hội thoại. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? 换人民币还是美元? Lên mạng tra tài liệu. 上网查资料. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. Chiêu phao này vừa tốt vừa rẻ. 这件羽绒服又好又便宜. Tốt nghiệp đại học. 大学毕业. Làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. Lão già, tôi đã thi một chút. Qua đường. Qua mã lũ. Thôi, mới có một tệ. Xoạn là bà, thấy khoải. Có khả năng cảm rồi. Khả năng cảm mạo lợ. Trình độ tiếng Trung. Hải ngữ sủy bình. Lợi hại như vậy à, giỏi như vậy à. Nà mà lì hại. Đánh bóng rổ. Đá lán chiếu. Tắt máy. Quan chi. Đá bóng. Thi dú chiếu. Tiêu chảy. La tù dữ. Đã bị viêm đại tràng. Tớ là tráng yến. Nhớ nhà rồi. Sáng cha lợ. Lễ đường có vũ hội. Lý tháng yếu ủ huệ. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Cửa thính miễn chi xào lờ đẻ. Tầng 18 trên lầu. Lấu sàng 18 tầng. Lên trên xem. Sàng truy khẳng khẳng. Thuê nhà. Du phóng dự. Một tháng 3.000 tệ. Yí cơ yuê 3.000 khoải. Tuy hơi bị đắt một chút. Suy án quẩy lờ tẻ. Phía dưới núi có một con sông. Sáng xà biên yếu yì thảo xào khớ. Thành tích sẽ không quá tốt. Chẳng chỉ bú huệ thải hảo. Đã không nhìn thấy.
Mấy khản chiển. Cha một từ. Trái cửa chứ. Viết thành cái này rồi. Xia chẳng chê gờ lọ. Mau mở ra. Khoai tả khai. Phải trả lời thư cho em gái mình. Để kế ủa mẹ mẹ khuấy xỉn. Câu chuyện nhỏ đều rất thú vị. Xào cụ sư đâu hẳn yếu ý sư. Mới xem đến trang 30. Cái khẳng tạo 30 yế. Là muốn cười. Chiều sáng xào. Luyện tập hội thoại. Luyện tập hội thoại.